Chào các bạn nha. Trời hơi tối nha các bạn. Buổi tối các bạn. Mình mới thấy cái con rắn trùng ngoài đây các bạn. Để mình với cây. Nè các bạn. Nè các bạn, con rắn trùng bự nè các bạn. Đây là kiếm cá nha các bạn. Nó là rắn trùng thì nó không có cắn cái gì các bạn. Phải không? Để mình bắt khỏi gần cây được không? Mà cũng hơi ghê các bạn ơi. Để mình quay cho các bạn xem một xíu thì mình sẽ kiếm hang nó chui vô các bạn. Rắn trùng thì cũng bự á, nó dài. Nó vậy đó đây. Nó đang bò nè các bạn. Em đi đang kiếm đường trốn với các bạn ơi. Nãy giờ đi thì lấy cái chài cá các bạn, chài được hai con, chài được hai cá. Trời mưa hôm nay cũng lớn ghê mà mình chài con cái mình thấy nó dướng cái cây, tại cây cối nhiều quá mình không có chài được, dướng cái cây thôi cái gỡ vô luôn. Đây là các bạn, mình chuẩn bị bắt nó nè, mà mình cũng hơi sợ các bạn lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên bắt rắn luôn, bắt rắn tung luôn á. Mà nhỏ rất là sợ cái con này nè. Nghe nói là nó hai đầu, cắn cái là chết luôn á. Mà lên mạng coi á, thì thấy nó không có bị gì. Giờ mình thử mình bắt nó nha. Ghê quá các bạn ơi, trời ơi. Mình đúng sợ luôn á. Đây các bạn, rắn trùng nè. Con này cũng bự à. Rắn trùng thì mình ăn rồi, nó rất là ngon luôn các bạn. Đó, từ con cái cá, hàng cá. Để mình đi vòng vòng coi có cái gì nữa. Thôi chắc hết rồi các bạn ơi. Đây nước nè. Đấy. Nước chảy rất là mạnh luôn. Cua cá. Nước chảy mạnh. Có cá lên này các bạn. Bắt cá. Cá nó chạy. Thôi, bye bye các bạn nha. Bye bye các bạn đã xem video nha. Giờ mình sẽ bắt bỏ vô cái hũ này. Đây có hai con cá, hai con rắn. Có con rắn nước trong đây nữa các bạn. Nè, có con rắn nước này. Đó. Mình sẽ thử bắt lại lần nữa coi nó có sao không. Ồ, nó rất cũng dễ dàng. Dễ dàng quá. Rồi, bye bye các bạn nha.